Chiều ngày 29 tháng 4, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức trao giải tuần 1 cuộc thi tìm hiểu hành trình theo chân Bác và nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cuộc thi tìm hiểu hành trình theo chân Bác và nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được triển khai từ 10 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2021 và kết thúc vào 10 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2021 đã thu được trên 3.900 lượt bài thi của 78 chi đảng bộ cơ sở tham gia. Tham dự cuộc thi, các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động đã trả lời các câu hỏi về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được nêu trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Hưởng ứng cuộc thi, nhiều chi đảng bộ đã có cách làm hay sáng tạo như đưa nội dung cuộc thi vào chương trình sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ để triển khai, thường xuyên chia sẻ đôn đốc đảng viên tham gia. Kết thúc tuần 1 đã có trên 1.600 bài đạt từ 15 đến 20 điểm, trong đó có 890 bài đạt điểm tối đa. Cuộc thi tìm hiểu hành trình theo chân Bác và nội dung nghị quyết 13 của Đảng đã góp phần tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Qua đó tạo không khí thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021 và kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2021. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các thí sinh xuất sắc gồm một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba.